Chúng ta hãy tưởng tượng cuộc đời nó như một cái bánh xe hình tròn như thế này. Ở đây tôi gọi là bánh xe cuộc đời. Và nó chia ra là 8 món, 8 cái khía cạnh của bánh xe cuộc đời. Thứ nhất là sức khỏe. Thứ hai là học tập phát triển bản thân. Thứ ba là mối quan hệ. Thứ tư là tài chính. Thứ năm là công việc và sự nghiệp. Thứ sáu là vui chơi giải trí. Thứ bảy, đây là chia sẻ đóng góp cho cộng đồng. Và thứ tám là đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Thì khi anh chị mà vẽ bánh xe cuộc đời á, thì mình ở đây là một cái hình mẫu để cho chúng ta biết cái cách để chúng ta vẽ. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ chia, mình chia cái đoạn này nè, ở trong cùng thấp nhất ở đây là 0 nè, thì chúng ta chia từ 1 cho đến 10. Mỗi một khía cạnh như thế này nó đều là từ 1 đến 10 hết. Và chúng ta sẽ tự chấm điểm cho mình. Tùy vào mỗi cái giai đoạn của cuộc đời thì chúng ta sẽ có những cái số điểm khác nhau, những cái sự ưu tiên, sự tập trung cho những cái khía cạnh nó khác nhau. Thì ở đây anh chị sẽ cho điểm, ví dụ như là chỗ này là sức khỏe của mình là 9 đúng không? Sức khỏe còn trẻ thì sức khỏe rất là dồi dào, ví dụ như là 9-10 điểm, chúng ta cho 9 điểm chúng ta chấm ở đây. Tương tự như vậy thì mình ngay trung tâm của mỗi một cái khía cạnh như thế này thì chúng ta sẽ chấm cái số điểm. Và sau khi chấm xong số điểm của 8 cái khía cạnh của bánh xe cuộc đời thì chúng ta sẽ dùng cái bút đỏ đây, chúng ta sẽ vẽ, chúng ta cứ gạch nối những cái điểm trung tâm mình chấm điểm lại với nhau thôi. Đó, thì đây là sẽ ra một cái vòng tròn gọi là bánh xe cuộc đời. Và nhiều khi mình thấy sao cuộc đời của mình nó cứ gập ghềnh quá thì có thể là chúng ta sẽ xem lại coi là cái bánh xe của mình nó có tròn hay không, nó có tròn vành hay không. Rồi đây là cũng là một cái kiểu vẽ của bánh xe cuộc đời nữa. Thì đó là chúng ta từng cái khía cạnh này, từng cái khía cạnh của bánh xe cuộc đời thì chúng ta cũng cho số điểm. Mình cũng gạch tương ứng là từ 1 đến 10 rồi. Thì chúng ta chỉ kéo cái đường ngang, kéo một cái đường ngang ở ngay cái từng mỗi cái khía cạnh đấy đấy. Thì chúng ta kéo cái đường ngang chỗ chúng ta cho điểm đây. Chúng ta kéo ngang và kết nối ở những cái vùng này. Chính là đây là cái vòng tròn bánh xe cuộc đời của mỗi người. Những cái lưu ý khi mà anh chị vẽ bánh xe cuộc đời. Thứ nhất á, là thế giới bên trong sẽ tạo ra thế giới bên ngoài. Thông thường khi mà lần đầu chúng ta vẽ bánh xe cuộc đời thì chúng ta sẽ không có phân biệt được cái thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Bên ngoài là những cái mà chúng ta đạt được bên ngoài, cái kết quả bên ngoài hoặc là cái mong muốn từ bên ngoài. Nhưng mà thật ra thì cái quy luật cân bằng nó là từ bên trong thì nó mới tạo ra được cái kết quả bên ngoài. Cho nên là anh chị gần đây có nghe là mình muốn thay đổi cái gì của thế giới ở bên ngoài đó, muốn thay đổi thế giới thì mình cũng phải bắt đầu từ chính mình. Mình là trung tâm. Một cái tiểu vũ trụ, một cái trung tâm để mà chúng ta thay đổi thì nó sẽ thay đổi những cái xung quanh chúng ta. Trong bánh xe cuộc đời thì chúng ta có thể tạm chia những cái yếu tố này nó thuộc về những cái trung tâm của bản thân mình, cái bên trong mà mình có thể thay đổi. Ví dụ như đây là về mặt tinh thần, về mặt tinh thần và tâm linh. Đây là những cái thuộc về bên trong của mỗi người. Bây giờ trong giai đoạn hiện nay thì cái tinh thần, sức khỏe về tinh thần đó, về tâm hồn, về tâm linh, tâm thức thì những cái này nó cực kỳ quan trọng. Tiếp theo thì cái ảnh hưởng trực tiếp theo đó chính là cái sức khỏe. Đây là sức khỏe về thể chất, mình có thể gọi là sức khỏe về thể chất, về thân thể đó. Đây là sức khỏe về thể chất. Học tập phát triển bản thân nó cũng thuộc về chúng ta. Học tập phát triển bản thân nó cũng thuộc yếu tố về bản chất ở bên trong. Các mối quan hệ, những mối quan hệ theo chiều sâu, những mối quan hệ chất lượng. Rồi chúng ta có thể tạm thời chia đây là bốn cái nhóm yếu tố nó nghiêng về cái hướng là phía bên trong, thế giới bên trong. Và những cái kết quả đạt được của nó là gì? Kết quả đạt được ở đây là chúng ta sẽ có tài chính, giàu có về tiền bạc, hoặc là chúng ta có một cái công việc rất là tốt, có một sự nghiệp rất là bền vững. Chúng ta sẽ thể hiện ra ngoài ở đây là những cái hình thức, những cái sở thích, những cái vui chơi, giải trí.
những cái yêu thích của mình. Và cái phần này là cái phần đóng góp chia sẻ cho cộng đồng. Một trong những cái sai lầm mà chúng ta thường gặp đó là chúng ta hay vẽ, chúng ta tập trung, chúng ta muốn muốn thay đổi cái bánh xe cuộc đời, chúng ta tăng những cái yếu tố bên ngoài lên rất là nhiều, mà chúng ta lại không có chú tâm để chúng ta phát triển những cái yếu tố thuộc về bên trong. Thì như vậy thì cái kết quả mình sẽ thực hiện nó rất là khó, nó không có đạt được, nó phá vỡ cái cân bằng thì nó cũng sẽ bị gãy thôi. Chỗ này phân tích rất là chậm để cho anh chị hiểu ha, để mình vừa khi mình vẽ thì mình sẽ lưu ý. Yếu tố thứ hai, lưu ý thứ hai đó là mỗi một cái giai đoạn của cuộc đời á, thì mỗi người sẽ có một cái mức độ tập trung khác nhau. Tôi ví dụ như là khi mà còn trẻ, mười mấy hai mươi đó, thì cái sức khỏe rất là dồi dào, để thấy là chúng ta không có tập trung rèn luyện sức khỏe gì đâu. Nhưng mà hãy hỏi những người qua 40 đi, 40 đến 60 thì cái sức khỏe lại lúc đó nó rất là quan trọng. Hay là có một số người thì khi mà chúng ta học xong cái đại học thì coi như chúng ta không có học tập phát triển bản thân nữa. Nhưng mà có một số người thì người ta học tập suốt đời. Thì khi đó là những cái yếu tố này nè, yếu tố học tập, có người là sau khi qua ra trường đi làm rồi là bỏ bê luôn cái phần học tập phát triển bản thân. Hoặc là những cái mối quan hệ, mối quan hệ mà khi mà những người mà lớn tuổi về sau á, thì những mối quan hệ nó càng ngày nó càng gắn kết, chất lượng nó hướng đến những cái người bạn rồi là rất là thấu hiểu nhau, những người tri kỷ. Còn thông thường khi còn trẻ thì chúng ta chỉ là gọi là quan hệ bè là chính, chứ còn bạn thì nó yếu hơn. Hoặc là khi mà chúng ta còn trẻ đi qua tài chính đi, thì khi chúng ta còn trẻ thì cái tài chính nó ít, nhưng mà cái sức khỏe bên đây nó nhiều, những cái yếu tố vui chơi giải trí chúng ta thích hơn, nó nhiều, nó nằm bên đây, đúng không ạ? Cho nên là mỗi giai đoạn của cuộc đời thì sẽ có cái mức độ tập trung để phát triển nó khác nhau. Lưu ý thứ ba đó là khi mà chúng ta đã vẽ ra được cái bánh xe cuộc đời và chúng ta sẽ đặt những cái yếu tố nào lên để chúng ta cần phát triển, thì đó là những cái điểm số mà nãy chúng ta cho nó khoảng có dưới 6 điểm, 5 điểm hoặc 4 điểm, 3 điểm gì đấy. Thì đương nhiên là chúng ta phải cải thiện những cái yếu tố thấp nhất, đúng không ạ? Thì mình hãy đặt cái mục tiêu. Ví dụ như sức khỏe của mình đang thấy sức khỏe mình có vấn đề, thì chúng ta hãy đặt cho mình một cái mục tiêu nó rất là cụ thể, và mình phải có cái chiến lược hành động kìa. Ví dụ như là mình thấy sức khỏe mình đang có vấn đề thì chúng ta phải lên một cái chương trình tập luyện. Cụ thể đây là ví dụ như mình nói mình tập yoga, mình chạy bộ, mình chơi cái môn thể thao gì đó cụ thể, và mỗi một tuần thì mình chơi bao nhiêu ngày, thì chúng ta đặt cái mục tiêu và mình phải có một kế hoạch hành động rõ ràng, tức là phải làm. Chỗ số 3 này nè, thì cũng rất là nhiều học viên của tôi thì vẽ cái bánh xe này nhưng mà chúng ta không có làm, không có hành động cụ thể, không có quyết liệt, không có tập trung, thì nó sẽ không có cải thiện, nó không có cải thiện hoặc là thay đổi của nó rất là ít. Chúng ta càng tập trung vào thì nó sẽ càng mở rộng, nó càng đạt được cái kết quả ở cái khía cạnh nào đó mà chúng ta quan tâm. Và cái lưu ý thứ tư đó là mỗi một năm hoặc là 6 tháng hoặc là những cái tình huống mà khi mà chúng ta có một cái sự thay đổi về mặt tư duy, đặc biệt là khi mà chúng ta tham gia một lớp về phát triển bản thân á, thì chúng ta sẽ cần vẽ lại cái bánh xe cuộc đời, chúng ta cần cập nhật lại để chúng ta xem cái sự đánh giá của mình nó có trung thực hay không, nó có đạt được hay không. Thì mỗi một năm, thông thường là một năm, thì chúng ta sẽ cần vẽ lại bánh xe cuộc đời một lần. Nếu chị có quyển sổ tay Hành trình thành công kiến tạo cuộc đời đáng sống, nó sẽ được rất là cụ thể hóa từng cái mục tiêu hành động, có những cái công thức áp dụng, và anh chị sẽ có ghi chép để theo dõi mỗi năm. Thì chúng ta sẽ dùng cái quyển sổ tay đấy để chúng ta thực hiện trên đấy. Còn nếu mà mình chưa có thì mình sẽ lấy một cái quyển sổ ghi chép, một quyển sổ tay riêng của mình, thì chúng ta vẽ ra, chúng ta vẽ rất là rõ ra, và chúng ta ghi xuống, chúng ta đặt cái mục tiêu nào mình cần thay đổi.